Kỳ lạ, cứ ấn chỗ này thải sạch độc tố lục phủ ngũ tạng, chỉ trong 10 phút, cơ thể trẻ ra 10 tuổi, ai biết sớm sẽ sống thọ. Quý vị khán thính giả thân mến, mỗi ngày cơ thể chúng ta tiếp xúc với vô vàn các tác nhân gây độc hại lên cơ thể, và ngũ tạng chính là cơ quan trực tiếp biến đổi các chất độc hại này và đào thải chúng ra bên ngoài, giúp cho cơ thể không bị nhiễm độc. Tuy nhiên, trong quá trình thải độc cho cơ thể thì chính chúng lại là những cơ quan bị nhiễm độc nhiều nhất. Vì thế, để những cơ quan này hoạt động tốt, giúp cho cơ thể khỏe mạnh thì các bạn hãy tham khảo cách thải độc cho từng bộ phận sau đây để thải sạch độc tố lục phủ ngũ tạng. Kỳ lạ, cứ ấn chỗ này thải sạch độc tố lục phủ ngũ tạng, chỉ trong 10 phút, cơ thể trẻ ra 10 tuổi, ai biết sớm sẽ sống thọ. Thứ nhất, thải độc cho phổi. Phổi xem như là cái máy hút bụi của cơ thể, hứng chịu không khí ô nhiễm, môi trường bụi bặm và khói xe, khói thuốc. Phổi rất dễ bị tổn thương, lại có khả năng đề kháng kém nhất, nên khả năng phổi nhiễm độc và sinh bệnh rất cao. Không khí ô nhiễm kéo vào trong buồng phổi, bụi bẩn, chất độc trong không khí, kim loại nặng, vi khuẩn, mầm bệnh, v.v. Phổi không được làm sạch, có khả năng dẫn đến ung thư. Theo Đông y, màu trắng trong ngũ hành thuộc kim, nhập vào phổi, thiên về ích khí, hành khí. Chính vì vậy, tăng cường ăn củ cải có thể giúp phổi được thanh lọc và tiêu trừ mệt mỏi. Củ cải cũng là thực phẩm rất lành tính, ít chất béo, không lo tăng cân và có tác dụng tốt đối với các vấn đề tim mạch. Huyệt vị tốt cho phổi là huyệt hợp cốc, huyệt nằm giữa vùng hõm của ngón trỏ và ngón cái, còn có tên gọi khác là hổ khẩu. Massage huyệt vị này có tác dụng giảm đau rất tốt, thúc đẩy trao đổi chất, loại bỏ độc tố trong phổi và các cơ quan nội tạng khác, điều trị triệu chứng chóng mặt và buồn ngủ. Với những người thường xuyên hút thuốc và làm việc trong môi trường độc hại, nên chú ý quan tâm tới huyệt này để thải độc cho phổi. Cách làm, có thể dùng cách đan hai ngón trỏ và ngón cái của tay này vào tay kia rồi bóp, ấn mạnh, hoặc dùng ngón tay cái ấn vào vị trí huyệt vị này 3 đến 5 phút là được. Thứ hai, thải độc tim. Ăn thực phẩm có vị đắng để thải độc, trong đó thực phẩm tốt nhất giúp thải độc cho tim là tâm sen. Tâm sen có vị đắng giúp làm tiêu tan hỏa khí trong tim, mặc dù nó có tính hàn nhưng không làm ảnh hưởng đến dương khí trong cơ thể, vì thế tâm sen được coi là thực phẩm giải độc tốt nhất cho tim. Để nâng cao tác dụng thải độc của tâm sen, ngoài dùng tâm sen pha trà, có thể thêm ít lá trúc hoặc cam thảo tươi. Bạn cũng có thể bổ sung đậu xanh giúp lợi tiểu, giải độc. Đậu xanh giúp lợi tiểu, thanh nhiệt, vì thế giúp thải độc cho tim, nhưng đậu xanh phải ăn ở dạng lỏng như nước tương hoặc canh đậu xanh thì mới có tác dụng tốt nhất. Ngoài ra, có một số loại thực phẩm tốt cho tim và giúp thải độc, bao gồm phục linh, các loại hạt khô như lạc, maca, hạnh nhân, đỗ tương, vừng đen, táo đỏ, hạt sen, v.v. Bên cạnh đó, huyệt thiếu phủ thuộc huyệt của kinh tâm, thuộc hành hỏa, chuyên chủ trị lòng bàn tay nóng, hồi hộp, thấp tim, tiểu dầm, tiểu không thông, nhịp tim không đều. Bấm huyệt này có thể dùng lực một chút cũng không sao, làm lần lượt với tay trái và tay phải. Huyệt nằm trong lòng bàn tay, vị trí ở giữa xương ngón thứ tư, thứ năm. Khi nắm tay lại, nó sẽ là vị trí giữa của ngón tay út và ngón áp út. Thứ ba, thải độc tỳ, lá lách. Ăn đồ chua giúp thải độc tỳ. Các loại thực phẩm chua như ô mai, giấm là những thực phẩm có tác dụng rất tốt giúp hóa giải các chất độc trong thức ăn, từ đó giúp tăng cường chức năng tiêu hóa của đường ruột và dạ dày, làm cho chất độc trong thức ăn được thải ra ngoài cơ thể trong thời gian rất ngắn. Đồng thời, thức ăn có vị chua còn giúp tăng cường chức năng của tỳ và có tác dụng kháng độc cho tỳ. Để tốt cho tỳ, ngoài việc đi bộ sau khi ăn, còn nên ăn một quả táo sau bữa cơm 1 giờ đồng hồ sẽ rất có hiệu quả kiện tỳ, bài độc. Huyệt vị giúp giải độc tỳ là huyệt thương khâu, huyệt nằm ở chỗ lõm phía dưới mắt cá chân. Huyệt có tác dụng kiện tỳ vị, tiêu thấp trệ, chuyên chủ trị các chứng cước khí, chân đau, dạ dày viêm, ruột viêm, tiêu hóa kém. Cách làm, dùng ngón tay day vào huyệt vị cho đến khi thấy cảm giác tê tê là được. Mỗi lần làm khoảng 3 phút, lần lượt làm với hai chân.
Theo đó, sau khi ăn chính là thời gian sản sinh ra độc tố. Thức ăn ăn vào nếu không được tiêu hóa hoặc hấp thụ ngay sẽ tiết độc và được tích tụ lại. Thứ tư, thải độc cho thận. Thực phẩm giúp thận thải độc nhanh bao gồm các loại thực phẩm chứa nhiều nước như bí xanh, chanh, củ dền và các loại nước ép như nước táo, nước cà rốt, nước chanh. Hàm lượng nước cao trong các loại thực phẩm này sẽ giúp kích thích thận bài tiết nước tiểu, từ đó giúp đẩy các chất độc ra ngoài. Bên cạnh đó, bạn có thể ấn huyệt giải độc thận. Theo quan niệm của Đông y, thận gan đồng nguyên cùng một nguồn gốc. Gan thuộc hành mộc, thận thuộc hành thủy. Thủy có thể bao bọc mộc. Huyệt thái khe là huyệt gốc của kinh thận. Dây bấm huyệt này có tác dụng tốt trong việc bổ dưỡng nguyên khí cho thận. Nếu dây bấm thường xuyên huyệt thái khe và huyệt thái xung có thể giúp cho thận và gan được chăm sóc hiệu quả. Vị trí huyệt thái khe nằm ở mặt trong bàn chân, phía sau mắt cá chân, ở vùng lõm phía dưới gần với gót chân. Cách bấm: dùng ngón tay xác định đúng vị trí của huyệt. Sau đó day bấm huyệt đều tay trong khoảng 2 đến 3 phút, động tác mềm mại, nhịp nhàng. Các chuyên gia đông y cũng cho biết rằng thận là cơ quan cuối cùng giúp đào thải chất độc ra ngoài cơ thể. Cơ thể qua một đêm làm việc, đến sáng toàn bộ chất độc đều tập trung ở thận, vì thế sáng ngủ dậy nên uống một cốc nước lọc để rửa thận. Thứ 5, thải độc gan. Theo thuyết ngũ hành của Đông y, thực phẩm màu xanh giúp thông khí trong gan, có tác dụng thông gan, giải tỏa ưu tư, phiền muộn, là thực phẩm giúp giải độc gan. Chuyên gia Đông y khuyên dùng quýt hoặc chanh vỏ xanh chế biến thành nước quýt hoặc nước chanh tươi, dùng cả vỏ, sau đó uống trực tiếp sẽ rất tốt. Theo đó, kỷ tử giúp tăng chức năng gan. Quả kỷ tử là một vị thuốc quen thuộc trong Đông y. Kỷ tử vừa giúp giải độc gan, vừa nâng cao khả năng phòng chống độc của gan, vừa tăng cường sự chịu đựng của gan. Khi gan chứa quá nhiều chất độc, ăn quả kỷ tử sẽ giúp giảm nhanh độc tố ra ngoài cơ thể, mỗi ngày nên ăn khoảng một nắm nhỏ. Trong Đông y, huyệt thái xung được xem là huyệt gốc của kinh gan tạng, là nơi khí gan hội tụ. Bấm huyệt thái xung là cách giúp gan tăng cường nguyên khí, khỏe mạnh và hoạt động ổn định hơn. Vị trí huyệt thái xung nằm ở mặt trên bàn chân, vị trí ở chỗ lõm giữa xương ngón chân cái và ngón chân thứ hai, nơi tiếp xúc với các động mạch, để bàn chân nằm hay dựng đứng đều có thể sờ nắn và day bấm huyệt dễ dàng. Bạn có thể ngồi hoặc nằm, giơ bàn chân lên, bàn tay ôm lấy bàn chân và các ngón tay có thể đè ấn vào huyệt thái xung theo cách mà bạn thấy thuận tiện nhất. Tốt nhất là dùng ngón cái day bấm đều tay trong khoảng từ 2 đến 3 phút. Khung thời gian làm việc và phục hồi của các cơ quan trong cơ thể bạn nhất định phải biết để sống khỏe mỗi ngày. 1. Từ 21 giờ đến 23 giờ. Đây là quãng thời gian hệ miễn dịch, bạch cầu lymph đào thải chất độc. Thời gian này cần thả lỏng cơ thể, giữ cho tâm trạng thoải mái. Bạn có thể xem phim, nghe nhạc, nhưng không nên nghe các loại nhạc quá mạnh, quá ồn ào. Ngoài ra, có thể kết hợp massage vùng cổ và nách giúp tuyến hạch bài độc tốt hơn. 2. Từ 23 giờ đêm đến 1 giờ sáng. Thời điểm gan của bạn bắt đầu bài tiết chất độc ra khỏi cơ thể. Trong thời gian gan hoạt động đào thải mạnh nhất, cơ thể người cần hoàn toàn thư giãn hoặc đang trong trạng thái ngủ say. 3. Từ 1 giờ đến 3 giờ sáng. Đây là thời gian thải độc của mật, cũng cần thực hiện trong giấc ngủ say để việc đào thải diễn ra hiệu quả nhất. Từ nửa đêm đến 4 giờ sáng là thời điểm tụy tạo máu, vì thế phải ngủ sâu giấc, không nên thức khuya để quá trình tạo máu diễn ra một cách thuận lợi. 4. Từ 3 giờ đến 5 giờ sáng. Đây là khoảng thời gian phổi thực hiện quá trình đào thải chất độc có trong phổi ra khỏi cơ thể. Biểu hiện quá trình đào thải độc tố của phổi trong thời gian này là những cơn ho dữ dội nếu bạn đang mắc các bệnh về đường hô hấp bởi hoạt động bài độc đã chạy đến phổi. 5. Từ 5 giờ đến 7 giờ sáng. Mỗi người có một thời gian thức dậy khác nhau, nhưng trong khoảng thời gian từ 5 giờ đến 7 giờ sáng, các bạn nên dành cho việc đi toilet để đào thải chất độc chứa trong ruột già ra khỏi cơ thể.
Nếu đại tràng không được bài độc và hồi phục tốt, độc tố sẽ tích tụ lại trong cơ thể. Đến một lúc nào đó, bạn sẽ bị mọc mụn, xuất hiện các nốt thâm và thậm chí tăng nguy cơ bị ung thư trực tràng. Vì thế, cố gắng đi đại tiện trong thời gian này, càng để muộn thì độc tích nhiễm càng nhiều. 6. Từ 7 giờ đến 9 giờ sáng. Lúc này, ruột non hấp thụ chất dinh dưỡng nhiều nhất, cho nên cần phải ăn sáng đầy đủ. Nên ăn những loại thức ăn tốt cho dạ dày như táo, củ cải, v.v. Dạ dày là cơ quan tiêu hóa chính, là nơi dự trữ, vận chuyển và tiêu hóa thức ăn. Vì thế, vào thời điểm này, bạn có thể ngồi xổm và tập luyện thở bụng. Tập đều đặn hàng ngày giúp kích thích tuần hoàn máu dạ dày, kích thích thay đổi tế bào mới, tăng hiệu quả tiêu hóa cho dạ dày. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi kênh Ăn Sạch Sống Khỏe đã chia sẻ tới quý vị cách thải sạch độc tố lục phủ ngũ tạng. Hy vọng quý vị khán thính giả của kênh sẽ áp dụng những kiến thức này vào cuộc sống hàng ngày để luôn khỏe mạnh và hạnh phúc bên gia đình. Nếu quý vị thấy các thông tin này hữu ích, quý vị cũng đừng quên chia sẻ với bạn bè, tới những người thân của chúng ta để cùng nhau sống khỏe mạnh hơn mỗi ngày. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ, xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.